Tây Ban Nha đang thực sự trở thành mảnh đất giữ với các ngôi sao bóng đá thế giới. Sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thì đến lượt huấn luyện viên Jose Mourinho bị tòa án phán quyết là đã có hành vi trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án Tây Ban Nha thì huấn luyện viên Jose Mourinho đã trốn thuế với số tiền 3,3 triệu euro. Số tiền trên đến từ thu nhập bản quyền hình ảnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2012 khi mà ông vẫn còn làm huấn luyện viên tại Real Madrid. Tuy nhiên thì án phạt 1 năm tù treo của ông Mourinho sẽ được xóa sau khi ông chấp nhận đóng khoản tiền phạt 2,3 triệu euro. Hệ thống thuế khắc nghiệt tại Tây Ban Nha với mức thuế lên tới 45% đối với bất kỳ khoản thu nhập nào trên 60.000 euro hiện đang là trở ngại lớn với những ngôi sao bóng đá. Không ít người đã lựa chọn rời khỏi Tây Ban Nha nhằm đảm bảo thu nhập của mình.